Xin chào các bạn đã trở lại với kênh giúp bạn làm chủ CSS Design. Hôm nay chúng ta sẽ bước vào một series mới, đó là series về Photoshop cơ bản. Series này dành cho những người mà mới bắt đầu làm quen với Photoshop, mới bắt đầu học thiết kế thì hãy bắt đầu với series này. Đây là những cái bài để dành cho những người mới làm quen, mới tập, mới có thể là muốn học về thiết kế thì hãy xem series này. Và đây là bài đầu tiên. Để bắt đầu ngay thì chúng ta sẽ bắt đầu bài hôm nay, đó là bài về việc cách mở một hình ảnh bình thường, một hình ảnh JPEG hoặc là những hình ảnh PNG hoặc các định dạng hình ảnh khác trên Photoshop, và cách mở chúng như thế nào sẽ được giải thích trong ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với bài đầu tiên. Đây, như các bạn thấy trên màn hình như thế này, đây là một chương trình Photoshop CC 2015. Hiện nay khi mà mình hướng dẫn series này thì đã ra đời được bản phiên bản Photoshop là CC 2017. Và để thuận tiện hơn thì mình nghĩ rằng mình sẽ hướng dẫn các bạn trên một phiên bản Photoshop CC 2015. Để dành cho các bạn là đang dùng phiên bản cũ hơn hoặc là không có thể cơ hội nâng cấp lên phiên bản mới hơn thì sẽ dễ dàng theo những hướng dẫn trong series này. Đồng thời, mình nghĩ rằng Photoshop CC 2015 thì nó sẽ không quá là mới so với những cái cấu hình máy tính hiện nay. Nó rất là dễ dàng để sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài thứ nhất. Đây, như các bạn thấy trên màn hình thì chúng ta sẽ làm cách nào để mở một hình ảnh đưa vào Photoshop như thế nào và để edit nó. Đây, các bạn thấy trên màn hình, đây là những hình ảnh mà các bạn muốn sửa chẳng hạn. Thì ở đây chúng ta sẽ chẳng hạn như chúng ta sẽ muốn edit hình ảnh này, chúng ta sẽ kích phải vào hình ảnh đó và đi tới Open with Adobe Photoshop CC 2015. Đây, chúng ta sẽ mở nó lên như thế này. Ở đây trên màn hình này các bạn thấy rằng ở đây một thanh nằm ngang là những tập hợp những cái công cụ để dùng trong Photoshop này, thì nó gọi là option bar, là thứ nằm ở top như thế này. Và đây là panel left, là bên trái, tức là tập hợp những công cụ bên trái. Và đây là panel bên phải, là tập hợp những cái công cụ bên phải. Và mình sẽ nói rõ hơn trong những bài tiếp theo. Ở đây thì tiếp tục ta sẽ nói về vấn đề là trong trường hợp chúng ta muốn mở từ bên trong Photoshop như thế nào, thì chúng ta sẽ vào File, chọn Open, hoặc các bạn có thể nhấn Ctrl O như là các bạn thấy, thì chúng ta sẽ chọn tìm tới đường dẫn hình ảnh cần mở, thì chúng ta sẽ mở nó ra và chúng ta sẽ chọn Open. Các bạn chú ý ở đây là nó đã hiển thị là tất cả các định dạng. Nếu các bạn mà đang chọn các định dạng như thế này thì không có hình ảnh nào xuất hiện cả, và tương tự các hình ảnh khác. Bởi vậy thì chúng ta hiện tại là đang chọn là on format, tức là tất cả định dạng nó bị tắt bởi dấu là sao chấm sao. Như này thì chúng ta sẽ chọn hình ảnh chúng ta cần mở, chẳng hạn như hình ảnh này chẳng hạn, chúng ta nhấn Open. Vậy là hình ảnh đã được mở như thế này, và chỉ các bạn chú ý là ở đây nó xuất hiện tab thứ hai. Đây là cách mà Photoshop quản lý hình ảnh để chỉnh sửa. Có một cách nữa thì các bạn thấy chúng ta có thể là chẳng hạn như chúng ta sẽ mở hình ảnh này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ đưa này và kéo đưa vào
Photoshop và kéo tới cái phần bên dưới taskbar và chúng ta thả vào đây thì nó sẽ tạo ra được mở một cái file mới thì mình vậy là mình đã chia sẻ ba cách mở hình ảnh trên Photoshop như thế nào. Chẳng hạn bây giờ chúng ta sẽ thử edit hình ảnh này. Chúng ta chẳng hạn chúng ta dùng một cái pencil đi, vẽ một đường như thế này. Và chúng ta đang chọn là tab xử lý hình ảnh này. Và chúng ta vào file, chọn Close. Hoặc là các bạn có thể nhấn phím tắt là Ctrl W. Thì một cái hộp thoại sẽ hiện lên và hỏi chúng ta là có muốn lưu lại cái hành động trước đó hay không. Tức là vì chúng ta đã có sửa hình ảnh cho nên là nó sẽ hỏi ta là chúng ta là muốn có muốn lưu hay không. Các bạn có thể nhấn Yes để lưu và nhấn No để bỏ qua những hành động đó. Và Cancel nó trong trường hợp các bạn nhấn nhầm vào nút Close. Ok. Ở đây mình sẽ nói sơ qua về chẳng hạn như chúng ta chọn là hình ảnh này. Ok. Chúng ta có thể vào filter chọn là render, sau đó chúng ta có thể chọn là lens flare, tức là một cái ánh sáng tương tự như là ánh sáng của cái ống kính camera. Thì chúng ta chọn thấy ở đây chúng ta có thể là ở đây các bạn thấy khi chúng ta di chuyển chuột là ánh sáng nó đổi như thế nào, đổi hướng theo cái chuột như thế này. Thì và ở đây là độ brightness, là độ sáng, thì chúng ta có thể tăng nó lên như thế này. Ok, thì các bạn thấy đây là cả tùy chọn và mình sẽ nói rõ trong các bài tiếp theo. Thì mình ở đây mình chỉ minh họa sơ sơ như vậy. Thì ok, nhấn ok thử. Thì các bạn thấy là ánh sáng mặt trời nó đã phản chiếu lên hình ảnh như thế này. Đó là mình minh họa một cái chức năng trong Photoshop như thế. Và tiếp tục chúng ta có thể chọn hình ảnh này chẳng hạn. Bây giờ chúng ta hãy vào hình ảnh image adjustment, là nó tính chỉnh rồi các bạn chọn, có thể chọn như là photo filter. Ở đây cái hộp thoại photo filter sẽ xuất hiện. Chúng ta có thể là chọn các thuộc tính như thế này. Đây các bạn thấy là nó cũng thay đổi, khi các bạn phải nhấn vào preview thì nó sẽ thay đổi tức khắc. Chẳng hạn như ta chọn là màu red chẳng hạn. Đây, và các bạn muốn nó nhiều hơn thì tăng cái độ density, là mật độ nhiều hơn chẳng hạn, chúng ta sẽ chọn tăng chẳng hạn, thì nó sẽ như thế này. Các bạn nhấn ok thì kết quả cái bài của cái hành động đó là như thế này. Sau đó ở đây trong trường hợp các bạn muốn đóng tất cả các file thì các bạn vào đâu? Vào file, chọn close on. Các bạn thấy trong trường hợp này nó lại xuất hiện là hộp thoại là hỏi là bạn có muốn lưu lại cái file này đã chỉnh sửa. Thì các bạn muốn nhấn yes hoặc không, nhấn no và hủy bỏ hành động này, nhấn cancel. Và ở đây là mình đang đóng tất cả các hình ảnh này. Và nếu mà các bạn muốn áp dụng cho tất cả thì nhấn vào apply to on, tức là ứng dụng cho tất cả, và nhấn yes nếu muốn, và nếu không áp dụng cho tất cả thì nhấn no. Ok, vậy qua bài này mình đã minh họa và đã giải thích cho các bạn là cách mở một hình ảnh vào trên Photoshop như thế nào. Và qua bài sau chúng ta sẽ đi vào những phần thú vị hơn và trong Photoshop. Các bạn lưu ý đây là những hướng dẫn dành cho những hướng dẫn Photoshop dành cho người mới bắt đầu. Các bạn đang xem hướng dẫn trên kênh Giúp Bạn Làm Chủ CDS Design. Cảm ơn các bạn đang xem video này. Hãy nhấn like để ủng hộ kênh và nhấn đăng ký, tức là nhấn subscribe trên kênh YouTube để ủng hộ mình.
Và đồng thời các bạn sẽ được cập nhật thông báo là có những cái bài mới cập nhật mỗi ngày. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tạm biệt.